Gì trời. Thử thách đá bóng lúc 1 giờ sáng phần 5. Trước mặt á. Cái chân dạy cam nhanh vậy ta. Trước mặt. Trước mặt. Ê. Chạy chạy biên, chạy bàn đi, chạy bàn đi. Đây là skill ball control anh em nhé. À, đây là bạn Khoa Béo. Thì mấy phần trước bạn đã bị tôi xỏ kim 2 lần rồi. Tới phần này nữa là lần thứ 3 là 90k nha anh em. Hai người. Đây là những cái bài ban mật mà tôi thường hay đá. Tôi sẽ dừng video lại cho các bạn coi tham khảo nha. Rồi, tiết lượt ông này 30k với tôi rồi. Chết thằng nhỏ. Đây là bài phối hợp 1-2 căn bản nha mấy bạn. Ây da.